Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô bé đang tưới cây này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nhé. Trước tiên là mình sẽ tô mái tóc trước này. Mái tóc mình dùng màu đen. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Mình thấy nước mình cũng thơm một tí nha.
đây, vậy là chỉ với phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Cô bé đang tưới cây này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây nhé. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu số tiếp theo nha.